trở lại kênh YouTube của Ăn Phát Computer. Thì laptop gaming của Gearbyte thì đã ra mắt được một thời gian rồi và cũng đã qua khá là nhiều video review, thì các bạn có thể thấy được Gearbyte đã là một hãng chuyên sản xuất các linh kiện dành cho PC này, chuyên về gaming. Thế nên các sản phẩm laptop gaming của hãng mặc dù vẫn có thể coi là tân binh, thế nhưng với hiệu năng thì không hề thua kém các sản phẩm khác cùng phân khúc một chút nào cả. Và video này thì mình sẽ mang đến một sự lựa chọn chỉ hơn 23 triệu đồng, một bộ laptop gaming giá rẻ cực kỳ phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên nhé. Có lẽ vì hướng đến đối tượng người dùng là các bạn trẻ này cần sự linh hoạt hay di chuyển nhiều, thế nên cân nặng của Gearbyte Gaming G5 không quá nặng, chỉ khoảng là 2,2kg. Vỏ ngoài thì sẽ được làm hoàn toàn bằng nhựa cứng cùng với một màu đen bao phủ duy nhất toàn bộ máy và logo có chữ Gearbyte ở chính giữa. Thiết kế vỏ nhựa này của Gearbyte thì vừa có tác dụng giúp máy nhẹ hơn, vừa cho khả năng thoát nhiệt tốt hơn và quan trọng là mang đến một mức giá cực kỳ hợp lý nhưng chất lượng hoàn thiện vẫn cực kỳ ổn, khá là chắc chắn. Về thiết kế nói chung vẫn rất là đơn giản, chưa có gì khác biệt so với phiên bản trước đó. Và nếu như mà có mong muốn thay đổi gì từ Giga thì cá nhân mình mong muốn là hãng sẽ làm máy mỏng đi một chút, vì xu hướng của laptop gaming hiện nay thì máy sẽ càng ngày càng mỏng và nhẹ mà, đúng không? Thì là một mẫu laptop chuyên về gaming, thế nên màn hình này cũng được thiết kế để giúp các bạn có nhiều lợi thế hơn khi mà chơi game. 15,6 inch Full HD, IPS và đặc biệt là điểm sáng duy nhất trên chiếc màn hình này chính là tần số quét 144Hz. Với 144Hz thì sẽ hạn chế tối đa tình trạng giật lag này hay là xé hình khi mà nhân vật có các chuyển động nhanh trong game, giúp các bạn phản ứng nhanh hơn này, không bỏ qua bất cứ chuyển động nào khi mà chơi game, nhất là các tựa game về bắn súng hay là các tựa game về eSports. Màn hình sẽ là ba cạnh viền mỏng, cạnh trên có trang bị webcam rất là phù hợp cho các bạn học sinh, sinh viên phục vụ học online. Màn hình này thì là màn hình LCD chống chói 72% NTSC, sẽ cho chất lượng hình ảnh khá đẹp, màu sắc tươi tắn. Thế nên là ngoài chơi game ra thì việc có thể phục vụ học tập và giải trí cơ bản như là nghe nhạc, xem phim hay thậm chí làm về đồ họa thì Gearbyte Gaming G5 cũng có thể đáp ứng được. Cấu hình chơi game cực kỳ tốt trên độ phân giải Full HD, Intel Core i5 Professor H Series 11400H, 16GB RAM nhưng có thể nâng cấp tối đa là 64GB, 512GB SSD và NVIDIA RTX 3050. Thì đã là trải nghiệm test hiệu năng, thì qua đó các bạn cũng có thể thấy được là nhiệt độ không phải là vấn đề quá lớn khi mà các bạn chơi game trong một thời gian dài. Gearbyte Gaming G5 trang bị hệ thống tản nhiệt, đó chính là WinForge mới nhất này, hai quạt và bốn ống đồng dẫn nhiệt được bố trí bên trong máy. Trong đó thì sẽ có hai ống dẫn nhiệt chuyên dụng cho CPU và GPU, có ba lỗ thoát khí và cửa hút lớn phía bên hông máy sẽ cho luồng không khí lưu thông hiệu quả hơn. Cả CPU và GPU thì sẽ luôn thể hiện được công suất 100% khá ổn định mà không phải lo là máy bị lag hay là bị giật. Chuyển xuống dưới phần bàn phím tiêu chuẩn, có tích hợp cả bàn phím số, hành trình phím sâu, khoảng cách giữa các phím khá là hợp lý. LED mặc định ở bàn phím đó chính là LED đơn sắc và các bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh sang LED RGB theo ý thích bằng phần mềm có sẵn của Gearbyte nhé. Phần cổng kết nối vẫn giữ nguyên thiết kế của những thế hệ trước đó, đầy đủ được trang bị xung quanh máy. Đằng sau thì chúng ta sẽ có là cổng mini DP, cổng HDMI, cổng mạng LAN RJ45. Bên phải sẽ có khe thẻ SD, một cổng USB Type-C, một cổng USB Type-A. Bên trái thì sẽ có là một cổng USB Type-A, một cổng USB 2.0, một jack tai nghe và một jack dành cho micro. Ngoài kết nối có dây ra thì khi không có kết nối mạng, kết nối Wi-Fi 6 không dây sẽ hoạt động khá là mạnh, cho kết nối mạng nhanh chóng và ổn định để không làm gián đoạn khi mà các bạn chơi game. Tổng kết lại thì với hơn 23 triệu đồng đang được bán tại An Phát thì các bạn sẽ có một cấu hình xứng đáng để có thể chiến được mọi tựa game, thiết kế chắc chắn, nhẹ, tính linh hoạt cao và nếu như mỏng đi một chút thì có thể coi là hoàn hảo. Thì đường link sản phẩm cũng như là các chương trình khuyến mại khác mình cũng sẽ để ngay dưới mô tả cho mọi người có thể click vào nhé. Và hẹn gặp lại mọi người cho những video sau.